Đang ngâm phổi ngựa bạch cho khách nhá. Đấy. Anh đang sâu xuống à. Đấy, đây là đang ngâm phổi ngựa bạch cho khách các bạn nhé. Đấy, một bình to đúng luôn. Đây là mật ong gì đây? Nó cũng chưa phải là chuẩn. Đây mật ong gì? Đây mật ong gì? Anh? Đây mọi người chưa? Không biết. Nhưng mật ong này là nghi là mật ong từ từ hoa, nó hút từ hoa cây nào ấy ra. Nó uống những giọt sương xa. Khi ong là tức là vào 4 giờ sáng nó đi ông uống mật. Ông đi bán thịt ngựa, ông uống nước sương xa, ông đau uống rượu, ông bán ngựa đâu rồi. Mật ong này chuẩn mật ong rừng đấy. Sương xa mới nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà cái phổi này to vậy. Đấy, phổi này đẹp mà. Cực kỳ đẹp luôn. Ôi giời, thì bây giờ thì đổ nó ngập vào thì nó thiếu thì lại phải cho thêm. Khách đã được ăn ngựa là làm phổi sai chân. Đây là mật ong luôn nhé. Các bạn cứ ngâm từ mật ong nhãn cho đến mật ong hoa bạc hà hoặc mật ong hoa rừng được nhé. 9-10 củ. Hoàng nó bảo ngoài kia 17 củ. Một cái bộ đây ok các bạn nhé.